cô mà năm nay tình hình bông hoa mình ở đây cô thấy sao, thấy ổn không? Trời ơi bán ế thấy mụ nội luôn. Trời ơi năm nay mà bán ế mà tới thấy mụ nội luôn là ế là thê thảm lắm nha. Ông tiền xe đi là lỗ 15 triệu con cá cho. Thôi rồi. Cho luôn mà không tính đi đó, ông chuyên nghiệp là lái mai đó. Trời là ơi. Lái mai là năm nay không dám đi luôn. Ồ, nghĩa là năm nay thương lái người ta vô người ta đặt cọc ở trong vườn, xong rồi người ta bỏ cọc, ta không vô lấy bông luôn. À, ngày mai là bắt đầu nhiều nữa ha. Vậy mà thời điểm này thì hoa thọ ở đây chỗ mình bán là một cặp là giá bao nhiêu rồi chị? Á Tăng, chị nói là năm nay là bán không có được giá mà chợ hoa thì không có người đi luôn. Rào bữa nay khang tiếng luôn. Mời quá, mình ra khang tiếng luôn. Dạ, cô qua chợ có mình. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Em đang có mặt ở tại chợ hoa Tết của Dầm Cống. Phải nói là chợ Dầm Cống được một cái tên dân dã của bà con ở đây gọi là chợ nghèo của chú anh chị. Tại vì một cái chợ ở một vùng quê á, thì nó cũng không có sơm bằng ở thành phố. Thì hôm nay ngày 28 Tết rồi, thì Hoàng Nam Vlog cùng với cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng đi dạo chợ hoa Tết của Dầm Cống để xem là tình hình buôn bán của bà con ở đây những ngày Tết như thế nào, và cũng như là giá cả của một số loại hoa kiểng ở đây nó có cao hơn so với những chợ hoa Tết khác không nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì mời cô chú anh chị cùng đồng hành với em nha. À quên, cô chú anh chị xem kênh Hoàng Nam Vlog nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha, một chia sẻ video cũng như để lại những cái bình luận và ý kiến của mình nha, để làm động lực cho em sẽ làm thêm nhiều video nữa gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành nha. Đây một luống hoa dạng thọ tuyệt đẹp luôn đó, rất là đẹp luôn nè. Một cái tên chợ mà bà con quen gọi, một cái tên nghe rất là miền quê và cũng như là nó rất là thân thương của chú anh chị, chợ nghèo, chợ Dầm Cống. Năm nào cũng vậy, Tết tới thì bà con sẽ đem những cái loại hoa thương lái cũng có mà nhà vườn trồng cũng có để đem lên ở trước mặt tiền của chợ Dầm Cống làm một cái chợ Tết nho nhỏ ở vùng quê để cho có không khí của mùa xuân. Thì năm nay cũng vậy, nhưng mà theo như một số bà con chia sẻ ở đây thì năm nay đa phần là bông dạng thọ nhiều, còn năm rồi thì bông cúc nhiều. Và giá hoa thì không biết nó có bình ổn hay không, như những chợ khác nó có lên xuống như thế nào, thì em mời cô chú anh chị cùng đồng hành nha. Ở đây là trước mắt em là những cái hoa dạng thọ Pháp, những cái chậu lùng rất là đẹp, rất là nhiều bông mà bà con trồng ở nhà đem lên chợ bán nè. Bữa nay là cũng 28 Tết rồi, mấy cô cũng bắt đầu tất bật rồi. Mười lăm ngàn, đại hạ giá. Dạ. Bữa nay là đại hạ giá phải không cô? Hai em cũng đi chợ qua Tết nè. Đó, chở hoa đi giao. Đây còn có 15 ngàn chậu à, quá rẻ luôn. Đây một chậu
bông trà bá lửa luôn, một đống bông luôn có 15.000 chậu. Dạ, nói chung ra 15.000 là cũng như đủ tiền phân với tiền chậu á cô, coi như là cây bông là tặng, coi như là cây bông là tặng bà con xài Tết đúng không? 15.000 chậu nè, đại hạ giá mấy chị mấy anh ơi. Mãi vô, mãi vô, đại hạ giá 15.000, 15.000. Bán lấy tiền quá khó quẹt. Thịt coi trứng không có rồi. Thịt coi trứng là năm nay là không có rồi hả cô? Cô mà năm nay tình hình bông hoa mình ở đây cô thấy sao, thấy ổn không? Trời ơi, bán ế thấy mụ nội luôn. Trời ơi, năm nay mà bán ế mà tới thấy mụ nội luôn là ế là thê thảm lắm nha. Mấy ngày nay bán không được, bữa nay mới được phục giá chứ. Dạ, bữa nay bắt đầu có bà con mình đi chợ chưa cô? Người chuyên nghiệp đi lái mà người dạ. Nghĩ đó. Ừ. Ê, ông thấy năm ngoái là mối quen nhóc cho ha, năm nay không có người. Ông Yên nè, ông đi lái mà mai nè, ông còn không có dám đi nữa. Con cái nó ông đi năm rồi là ví dụ 30 triệu ông tiền xe đi là đủ 15 triệu con cái cho. Thôi cho luôn, bảo không dám đi đó, ông chuyên nghiệp là lái mai đó. Là lái mai là năm nay không dám đi luôn. Mà con cái đóng suối đó trời. Dạ. Cho 15 triệu luôn tiền xe luôn. Dạ. Ông ra giá nó tiền xe có 15 triệu mà không dám. Chú thấy năm nay tình hình hoa kiển ở bên này nó sơm không? Nó hơi thất thu nhiều hơn mọi năm. Dạ. Năm dịch chứ đắt hơn năm nay, năm dịch. Cái năm mà còn dịch trở lại đắt hơn. Đắt hơn. Dạ. Ở giờ hiện tại giờ dân thành phố Bình Dương, dân quê đó, mình đi về quê sớm rồi không ai cũng hoàn cảnh hết trơn. Dạ. Đuối. Dạ. Hơi đuối ha. Dạ. Giá hoa năm nay thì bên này nó có lên xuống gì không chú? Không, nó bình bình. Bình bình ha. Có dạ. Năm nay là có đây la lên đó. Lên. Dạ, la lên đại hạ giá ha. Cháu à, con thượng lộ đang mua mai đất. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Con cũng chúc chú mùa xuân vạn sự như ý nha chú nha. Dạ. Hôm qua ngày 28 Tết ở chợ Hoa Xuân Giàm Cống, hạ giá còn có 15.000 chậu. Mua được 2 chậu ớt. Một xe hoa thọ. Đây bà con buôn bán cũng nhộn nhịp. Trời ơi, cái đè cũng từ luôn. Đó. Đúng luôn. Bán đèn mà nó chắc quá ha. Đây đang bán hoa cát tường. Đẹp quá chừng đó. Trai đây là chuyên cắt tường với cúc ha. Qua năm nay im không anh? Giá ổn không? Nè. Giá bông năm nay anh thấy ổn. Giá bông hả? Dạ. Giá bông chợ này tôi thấy ổn. Ổn ha. Ổn hơn năm rồi. Ổn hơn năm rồi. Và ít hơn năm rồi. Vậy là qua năm nay ở chợ Dầm Cống mình là giá ổn nhưng mà ít hơn năm rồi. Năm nay tôi trồng ít hơn. Dạ. Giá thì nó ổn. Cái giá là bữa mà sở giá. Dạ. Là nó tầm cặp chậu lớn là nó 250, rồi sau 180, rồi xuống cặp 100. Nói chung ra qua năm nay thì chạy tốn là không có giá, người tiền có giá kết chợ luôn. Dạ, vậy là cũng ổn rồi đó. Chứ mấy chợ kia là em đi quay là em thấy là than thở là quá trời muốn khóc. Chợ này là đầu vụ rồi của nó là 25-26, là cặp nó 60-70 nè. 70 rồi quay qua tới bữa chị qua 27 đó. Dạ. Tầm 60 nè, là chỗ này nè. Dạ. Là còn có 30.000 một chậu à. Cặp 60. Bây giờ lại còn cặp 30. Bữa nay 28. Bữa nay là một cặp có 30.000 hả? Cái 15.000 đó. À đù. Cái lượng bông bữa nay là còn nhiều lắm. Mà dạ. Nó ngay bán chứ mà mấy bữa giờ bán đi rồi cái giá luôn vậy. Tính ra bà không về chở gì bông năm nay bông thua năm rồi nhiều lắm. Mình ở đâu lại bán anh? Dạ, dân đây trồng rồi nha. À. Có còn đỏ. Có 2.000 nha. Dạ. Năm rồi mới trồng 7.500 đó, năm nay mới trồng có 2.000. Dạ. Bông này là dụng đây trồng luôn chứ đâu có đâu đem lại. Dân đây luôn.
chú ông này quay nhà tôi. Ông này tôi kêu bằng anh hai. Dạ. Rồi tôi bên nội. Vậy là cũng gia đình mình bán không? Thì nói chung ra mình cái khu này là bông này là dòng ở đây là toàn là xứ dầm đốc mình đây giờ khu vực đây mình trồng luôn rồi ra bán luôn. Dạ. Bữa nào nó nghe năm nay là trồng cái lượng mà ít hơn nhà nơi năm ngồi nhiều lắm. Ít hơn tí năm rồi là gom năm chủ 10.000, năm nay năm chủ còn 2.500. Dạ. Mà năm nay ngược lại trồng ít tôi. Có tiền sẽ tết. Tại năm nay bán có giá, bán từ bữa 25. Dạ. Từ bữa mà 20 giờ, từ 20 đến 25 thì sao bán có giá dữ dằn. Nhất là ngày chẳng ngày 20. Mỗi năm hả bông hả một cái hả mình đệ luôn á. Dạ. Da lộ quá là tốt dữ luôn. Mà em thấy hình như chợ Dầm Cống mình là Tết là phần nhiều là bông vạn thọ ha anh ha. Đúng. Dạ. Hồi xưa giờ luôn. Đó. À, bông vạn thọ là nhiều. Đó chỉ có vạn thọ không chứ không có ngoài bông gì. Dạ. Bông vạn thọ rồi giờ Dầm Cống. Có năm nay sao lọt là năm nay sao lọt có ăn cái tùng mà đem mà bắt ăn quá trời chứ nồi năm rồi đâu có hạnh đâu. Năm rồi là không có hạnh luôn ha anh. À, năm rồi hạnh hết sạch rồi. Dạ. Năm nay đầu vừa có tụi mới trời lại bình lên. Quá đẹp luôn. Cái này cát tường này bữa nay là có giá nhiêu chậu anh? Nãy giờ không biết, nãy lo dở. Dạ. Ở cái cành ống này hồi xưa tới giờ không có gì mà ở cái người bán cái cây này ra hả? Như chợ Lục Dòi, ở cái bây giờ bông ở cành ống này cái người Tết á, người thấy có xe nó chạy có tiền. Mà để cái để còn phải gỡ ra cửa. Bây giờ kia đã bán từ giờ đi các bạn giao qua và giao tới nhà 50. Cái cống này hồi xưa bây giờ luôn nó tận kêu mà hồi xưa bây giờ luôn chị khóc luôn. Rồi cái dạng mà bán anh là buông đuôi đó. Dạ. Chở mà muốn xe trở về. Cặp nhiêu em gái? 50 cặp ha. Vậy là một chậu bữa nay là cát tường là 25.000 à. Một chậu 25.000. Còn bên kia là cúc bico bữa nay em gặp nhiều chị mình. Cúc bico này bữa nay nhiêu cặp chú? 70. Trời ơi, Bico bữa nay còn có 35.000 một chậu à. Giá hoa năm nay là thấy ở đây nó ổn không chú? Được thôi. Vậy là giá hoa năm nay ở Dầm Cống mình là cũng được thôi chứ không cao ha. Không cao, không có giá cao. Dạ. Hình như con thấy ở chợ Dầm Cống mình Tết tới đa phần là bông vạn thọ phải không? Hồi trước thì cúc nhiều lắm mà năm nay là thọ nhiều, mấy năm nay ít. Dạ. Mỗi dạ. Năm có cúc pháp cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà 2-3 hôm rày thì chú thấy ở Dầm Cống mình là bà con đi chợ Tết đông chưa chú? Lai rai. Cũng lai rai à, chứ không đông không? Chợ quay chứ đi. Dạ. Đi dài chứ quay. Dạ, một xíu nữa con quay xong ở đây con đi dài xuống kia luôn. Con cảm ơn chú nha. Bên này là dài tới, phần lớn là ở chợ Dầm Cống mình á. Là bông vạn thọ là nhiều, hai cô mua được hai chậu ớt. Nhiều cặp cô? Dạ, chậu còn có 20.000 ha. Ồ, cô thấy năm nay bà con đi chợ Tết đông không cô? Thưa đó. Thưa ha. Vậy là theo như cô là một người dân đi chợ ở đây thì cô thấy là năm nay là chợ rất là thưa.
Thưa hơn năm rồi luôn hả cô? Thưa năm rồi. Dạ. Đây là những cái hoa vạn thọ nha cô chú anh chị, vạn thọ lớn, vạn thọ nhỏ nè. Đây là mấy chậu thọ mini á. Em chào chị nha. Mình sao mình cắt chi chị? À cũng tỉa anh ơi, cũng trang điểm thôi chút xíu. Dạ cũng như trang điểm lại cho nó cũng như là tươi tươi được phải không? Giống như là mình là mình làm đẹp rồi lại cho nó chút đỉnh vậy phải không? Bông năm nay chị thấy ở đây có giá không chị? Năm nay là mình thấy là bông là giá bình dân thôi. Dạ. Dạ. Chị thấy thời điểm này thì ở bên chợ Dầm Cống mình là bắt đầu có người dân đi chợ nhiều chưa chị? Dạ. Dạ, ngày mai là bắt đầu nhiều nữa ha. Chị mà thời điểm này thì hoa thọ ở đây chỗ mình bán là một cặp là giá bao nhiêu rồi chị? Nói chung là cũng tùy theo chậu ha. Đúng rồi. Có cặp thì 50, có cặp thì 60. Dạ, nói chung là cũng đủ giá. Dạ. À, đẹp chút xíu thì 60, còn bèo bèo thì 50 ha. Dạ. Mình là lái điểm bán lại hay là mình trồng nhà luôn chị? Em trồng nhà chị. Ồ em ha, vậy là mình tự trồng nhà mình đem lên chợ mình bán thì nó đỡ hơn người lấy lại. Đi thì nó cũng hơi mệt mỏi. Dạ. Mình bán rẻ dạ. Cho cô bác dạ. Hình như là năm nay em thấy là phần lớn là ở chợ Dầm Cống mình ở đây bà con mình trưng lên chợ Tết là hoa thọ là nhiều hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ, năm nào cũng vậy hay sao chị? À dạ đúng rồi. Cũng có nhiều loại hoa vậy. Dạ. Hoa mà cúc nhím rồi hoa hồng hoa này cũng đủ thứ cho nhưng mà bông thọ này lại nhiều. Dạ. Mà em thấy hình như là vòng vòng ở miền Tây mình là bà con trưng bông thọ là nhiều á Tết đó. Dạ. 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 Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị gian hàng của mình là buôn mai bán đắt nha chị. Mùa xuân an lạc nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Đây, khung cảnh ngày 28 Tết của chợ Dầm Cống. Ở phía trước mặt tiền chợ thì bà con buôn bán hoa những ngày Tết cũng như là hạnh Tết. Mà Nam thấy là phần nhiều ở đây là hoa vạn thọ nha. Rất là nhiều luôn, chiếm hết 90% là hoa vạn thọ. Đi dài vô trong đó là nhà lòng chợ Dầm Cống, còn đi dài vô trong kia là khu bán đồ ăn, khu bán cá, bán rau. Bây giờ thì Nam sẽ đi vòng vòng để quay cái khu vực chợ Tết năm 2024 của Dầm Cống mình nha. Một cái xe tải hoa vạn thọ cũng vừa mới tới nữa kìa. Phần nhiều ở đây Nam thấy là vạn thọ Pháp á, chậu lớn chậu nhỏ rất là nhiều luôn. Bữa nay 28 Tết rồi nhưng mà mình thấy ở khu vực này còn rất là nhiều hoa luôn á cô chú anh chị. Không biết 2 ngày nữa thì tình hình sẽ ra sao. Nếu như mà không ổn là bà con là bán đổ bán tháo luôn. Tại vì mới bữa nay là giảm giá còn có 15.000 chậu à, coi như là lấy tiền cái chậu với lại phân á, còn bông là tặng không luôn. Đây là hoa hướng dương nè. Đây là một
chỗ bắn bông nữa. Ở đây là bông cúc. Em chào chị nha. Tình hình hoa kiển năm nay ở Dầm Cống mình ổn không chị? Bèo hả chị? Giá hoa rồi nó có lên xuống như mấy năm trước không chị mình? Có 50 rồi, mỗi năm em bán cái này 70 rồi, nó bán 50 rồi. 50 là một cặp hay một chậu chị? Một cặp. Ôi, cái cúc đại đó phải không? Dạ. Cái này là cúc đại đó, năm rồi chị nó bán nhiêu? 70. Năm rồi là 70.000 cặp. Rồi năm nay? Năm nay có 50. Ồ, năm rồi 70.000, năm nay có 50 mà bán còn chậm nữa hả chị hả? Dạ. Wow. Chị thấy mấy em rài thì bà con bắt đầu đi chợ Tết bên này nhiều chưa? Cũng đi gì đó anh ơi, mà giá thì rất là bèo, như hộ bánh đó là chẳng hạn như trước thì bán 50, sau bán 40. Dạ. Coi chờ hộ bánh. Em thấy gì đâu, mới bữa nay mới có 28 mà bà con hạ giá quá chừng luôn, còn có 15.000 chậu à. 15.000 nói chung nghe là cái hàng giạt á. Dạ. Cái hàng mà một cặp bông nó xỉu bông á. Cũng như hơi xấu xấu đó ha. Như em thì lại bán hơn 40.000. Dạ, cũng còn một chậu 20. Dạ. 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 Chị thấy bà con đi chợ Tết năm nay so với năm rồi thì nó có tăng hay giảm gì không chị? Cũng đi như lây gai như hàng năm vậy đó. Dạ. Nhiều không đi hết. Dạ. Giá bông thì năm nay tương đối là ổn rất hơn là không? Bèo. Bèo. Vậy là giá hoa năm nay rất là bèo. Mẹ em thấy là phần nhiều ở đây là hoa thọ hả? Nó nói thế là bỏ cọc là nhóc hết trơn, là nó bỏ cọc luôn. Ồ. Nghĩa là năm nay thương lái người ta vô người ta đặt cọc ở trong vườn. Dạ. Xong rồi người ta bỏ cọc, ta không vô lấy bông luôn. Dạ. Mèn ơi. Vậy rồi cái số bông mà bà con trồng ở trong vườn đó sẽ như thế nào ta? Như là chợ Dầm Cống mình này là ta mua bông là rất là mạnh, mà đều cái chợ này bán không có được. Dạ. Chứ bao nhiêu là bán hết. Dạ. 30, 50 đủ giá, cho ghẹ tiền em ghẹ với mắt thôi chứ. Dạ. Bán hết chở xe lâu luôn. Chị em thấy phần lớn là bà con ở đây là trồng nhà rồi đem ra bán phải không chị? Dạ, ít có biết. Dạ. Mình không à. Dạ. Nói chung cây nhà lá vườn nó không là nhiều mà nó không lỗ. Dạ. Nó không có lời. Dạ. Cực khổ lắm anh ơi. Em từng đi vô tới trong vườn, em quay cái cảnh bà con chăm sóc những cây bông từ khi mà mới ươm mầm, nên em cũng hiểu được là chăm sóc một cái cây bông mà cho nó đẹp, nó đạt đó là nó phải trải qua rất là nhiều cái công sức luôn. Quét anh. Dạ được rồi chị. Chị ngồi đi. Có ai muốn quét không? Dạ được rồi. Vậy là em thấy hình như là đa phần ở đây là bà con chuộng bông thọ phải không? Em thấy hết 90% là bông thọ rồi đó. Dạ. Dạ. Rồi em... Đây là nậu đây, có nên em có cúc rồi. Có mình nên, chỉ có cúc à? Dạ. Tại vì nãy giờ... Chợ luôn, bởi vì cúc chăm sóc ngon cực lắm. Dạ. Vậy là bên là... mình là chỉ có một mình chỗ mình có cúc thôi. Em bán là đây có cúc rồi. Em bán 16 rồi, nhưng mà bông nó rất cũng còn nhiều thôi. Em hạ xuống đi. Hạ xuống mà bán mau chút. Dạ. Coi như cái này mình bán cái giá này cũng như là mình lấy cái chậu với phân lại, còn cái bông coi như là mình tặng cho bà con chưng Tết rồi đó. Dạ. Phải không? Y rang vậy luôn. Hai cái lọ này là cực nhất thôi. Này. Dạ, cái cúc đại đó với bên kia là cúc gì chị? Cúc hoa mai. Cúc hoa mai ha. Dạ. Thường thường thì cái chợ Tết này bữa mấy thì bắt đầu mới hút? Là anh nói đắt bông quá hả? Dạ đúng rồi. Đắt bông rồi bán hoài vậy, không có giờ nào hút cũng hút như vậy chứ. Cũng như lai rai vậy thôi ha. Ồ. Bán là như 24, 25 xuống bắt đầu là bán hoài tới dẫn tới buổi chợ cuối. Dạ. Người nào hết sớm vậy sớm gì đó. Còn người nào hết trễ vậy trễ không có đường. Chứ dạ. Cái chợ này không bao giờ hết bông. Mà người dân lại rất mua nhiều. Dạ. Mà đều giá thì rẻ lắm. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Dạ. Em chúc anh chị là mùa xuân năm nay ăn khang thịnh vượng nha. Cũng mong là ngày mai 29-30 hai ngày cuối là bông sẽ hút để mình bán hết số bông luôn, về nhà đón giao thừa sớm. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn anh nha. Kênh của em là Hoàng Nam Vlog 67. Em ở bên Long Xuyên nè. Dạ.
Bên Long Xuyên thê thảm luôn. Bữa nay em nói chị bông giỏi chợ hết trơn. Năm nay là em đi quay là 10 cái chợ Hoa Xuân là than hết 10 chợ. Còn mà tiểu thương ở bên chợ Hoa Xuân mà bên Sa Đéc đó ha, thời điểm này là lỗ cả 100 triệu. Ngồi muốn khóc luôn, nói chuyện với mình mà muốn khóc luôn á. Nói là ngồi bán chứ không có cái hồn ở đây. Hôm nay bán quá bèo luôn. Chứ giờ là bán kiếm tiền văn phút rồi. Thì đó mà quá chừng. Bên này thì một xe hoa vạn thọ, mấy chú cũng đang xuống nè. Đây là cái cảnh hai người nông dân của miền quê mình đang xuống hoa thọ để bán những ngày Tết nha. Quá đẹp luôn, họ Pháp. Quá đẹp luôn. Bên kia là mua nguyên xe lôi luôn kìa, chuẩn bị đi giao kìa. Rồi, hết xe. Cái này là mình trồng nhà luôn hay sao cô? Mình trồng nhà luôn ha. Cái này năm nay giá ổn không cô? Cũng ổn. Được. Cũng được ha. Dạ. Và là hoa thọ chậu lớn. Hoa thọ chậu lớn thì có giá là 200 mấy một cặp, 240 là chậu rất là lớn luôn. Ồ, cô bên này mua một lần nguyên xe lôi luôn kìa. Cô mua thấy sơm quá ha. Mua lần xe lôi chân Tết nhìn thấy sơm quá sơm luôn. Này là thọ Pháp nha. Quá đẹp. Quá chừng nhiều bông rồi. Dài dài với trong này là cũng vạn thọ luôn. Nói chung là chợ Vàm Cống thì hết 90% là hoa vạn thọ. Dạ. Xíu nữa con quay lô hoa của mình nha. Lô hoa này. Dạ. Dạ. Đây một xe hoa nữa vừa xuống ở chợ Vàm Cống. Hello luôn, hello luôn. Đó, nay lên tiền hình luôn nha. Cái này là mình cái này là mình trồng nhà luôn hả chị? Dạ, anh là trồng nhà. Ồ, ở đây phần lớn là bà con trồng nhà rồi đem lên chợ hoa Tết bán. Năm nay bán không có được giá hết trơn á, mà cũng không có người đi nữa. Anh Tân, chị nói là năm nay là bán không có được giá mà chợ hoa thì không có người đi luôn. Mỗi năm thì năm rồi là bán cái cặp này là tầm là 100 đến 120 cặp. Dạ. Năm nay là chỉ bán 50-60. Năm rồi là 100-120, năm nay còn có 50-60 ngàn. Đúng rồi. Mà còn ít người đi nữa. Wow. Đi chưa có bán bông, giờ còn là còn nhiều lắm. Dạ. Mình ở đây là mình chuyên thọ hả chị? Chuyên thọ. Dạ. Chị thấy năm nay tình hình bà con đi chợ hoa Tết thì có đông hơn năm rồi không? Rồi lắm, bởi số lượng bông nó vẫn còn nhiều chứ mọi người. Mỗi khi năm rồi á là bông là bán, giờ này đâu có còn bao nhiêu đâu. Mà dạ. Trong bãi giờ là còn nhiều lắm. Dạ. Cả ngàn giỏ. Trong bãi còn cả ngàn giỏ. Bông quá chừng cái rất là nhiều, chậu rất là lớn luôn mà có 50-60 ngàn một cặp rồi cô chú anh chị. Thường hút chợ là khoảng ngày mấy mới hút chợ chị? Khoảng 29. 29 là mới hút chợ nha. Bữa nay là 28 rồi. Nay là... Chợ ngày mơ đến là
bác ế rồi mới biết ngày mai. Cũng như là ngày mai là mới quánh cầu dùa vậy ha, phẹt ngày mai là mới phẹt bài phải không? Năm nay là riêng cái hộ của mình là mình lên chợ khoảng được bao nhiêu giỏ chị? Em trồng tới 2.000 giỏ. Chị trồng là 2.000 giỏ. Lên chợ được khoảng bao nhiêu giỏ rồi chị ha? Nó mới có 700-800 à. Dạ, trồng 2.000 giỏ mà lên chợ mới được có 700-800 thôi. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha, chúc cho lô hàng của mình buôn may bán đắt nha chị. Dạ. Qua đây là những cái chậu hoa phải nói là mini rất là đẹp nè. Con chào cô nha. Bên này là hầu như là nguyên một cái chợ hoa xuân của Dàm Cống, có một chỗ của cô là có cúc mâm xôi Hàn Quốc. Con thấy nãy giờ là hoa thọ là nhiều, có sen đá luôn cô ha. Dạ, có hoa dừa cạn nữa nè, dừa luôn, đắt luôn. Dạ, đồng tiền luôn, hồng hôn luôn, quá đẹp, tình yêu luôn, rồi quá đẹp luôn. Hầu như là cái này là mình cũng trồng nhà luôn hay sao cô? Mình cũng là ở Dàm Cống ha. Dạ, ở bên Cải Sắn. Cô bên Cải Sắn hả? Bán Dàm Cống từ đó giờ. Dạ. Cô thấy tình thích ở đây, bán đây. Dạ, cô thấy tình hình chợ qua Tết của Dàm Cống mình năm nay, cô thấy đối với năm rồi thì nó như thế nào? Năm rồi á thì bông nó rẻ, nhưng mà nhiều người đi mua. Năm nay ít người đi mua. Mấy năm nay người nào cũng trồng ít lại chứ. Dạ. Như năm rồi. Năm rồi lỗ không chắc luôn. Dạ. Năm nay người trồng ít lại. Giá tí như người trồng 2 tí, bây giờ trồng 3 tí. Dạ. Nhưng mà bà con cũng bằng kinh tế hẹp á, thành ra người ta cứ mua ít thôi. Dạ. Qua quèo không qua thôi, chứ mua nhiều như mua kia. Mấy hôm rày thì bà con bắt đầu đi chợ Tết đông chưa cô? Có, mới có ngày qua nay thôi. Mới ngày hôm qua nay là đông thôi. Còn mấy bữa trước mấy là vắng. Là cũng như là đi coi. Dạ. Coi cái giỏ coi con ghẻ em á. Dạ. Rồi cái bữa nay tới mới mua. Dạ. Nếu bông mà có hút hay không thì bữa 29 mình mới biết. Bữa 29 á. Dạ. Thì cái hàng hai đem qua. Dạ. Nghe cô cười nhưng mà con thấy con buồn nha. Thiệt. Cái tiếng như văn mà mình cười. Dạ. Cũng buồn. Dạ. Cũng buồn. Nhưng mà tại vì thời chứ kinh tế hẹp là vậy đó. Dạ. Cũng như mà có tiền nhiều thì ta mua nhiều. Dạ. Mình ít thì mua ít. Như bán mấy ngày nay tới quá thành ra càng tiếng. Đó vậy đó. Ngày rau quá rau, bữa nay khang tiếng luôn. Bời quá, hình ra khang tiếng luôn. Dạ. Cô qua chợ có mình hả? Có đây nè. Cũng như có ông chồng với mấy đứa con chuyện qua. Nhưng mà mấy đứa đến đi làm mình cũng tiếng mà. Dạ. Mình tới 28 mới nghỉ. Dạ. Mình nghỉ nè. Dạ, à, bữa nay mới nghỉ mới qua tiếp ha. Nghỉ. Không, nó nghỉ đường buổi tiếp. Còn mấy đứa kia thì bữa nay mới về nghỉ. Dạ. Nhưng mà đứa, thôi mình cần đứa tiếp luôn. Coi như là mình cân hết luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Sẵn mùa xuân mới rồi, con chúc cô là năm nay là gia đình mình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Dạ. Phát tài phát lộc. Đặc biệt là hoa năm nay là ngày mai 29 rồi, bắt đầu là mình lên bao nhiêu hoa là hết bao nhiêu, để mình về sớm đón giao thừa nha cô. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Đây cái lô của cô là đủ hoa hết nha. Có dừa cạn nè. Đó. Đó, lô của cô là có hoa dừa cạn nè ha. Rồi bên này là cúc mâm xôi Hàn Quốc nè. Cô ở bên Cái Sắn nha, ở bên Mé Long Xuyên. Là đồng hương với Hoàng Nam Vlog. Rồi, qua tới bên Lắp Giò bán. Có cúc mâm xôi Hàn Quốc luôn, quá đẹp luôn. Cô chú anh chị có đi dạo chợ qua Xuân Dầm Cống thì ghé cái lô hoa của cô ủng hộ nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Nói chung là cô ở đây cô bán đủ loại hoa luôn á. Mà nguyên một cái chợ Dầm Cống này có chỗ của cô là có cúc mâm xôi Hàn Quốc thôi. Anh quay vậy là anh quay lên kênh nào vậy anh? Anh quay YouTube kênh Hoàng Nam Vlog 67. Dạ.
Dạ. Ôi quá đẹp luôn rồi. Độc quyền luôn, cái này là độc quyền luôn. Nguyên cái chợ qua Vàm Cống là chỉ có cái lô của cô là có cúc mâm xôi Hàn Quốc thôi. Dạ. Quá đẹp. Cái này một cặp ở thời điểm này nó có giá bao nhiêu cô? Mấy ngày trước thì 150 một cặp cúc mâm xôi Hàn Quốc, bữa nay là còn có 120.000 thôi. Dạ. Đại hạ giá bữa nay. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Quá chừng hoa. Đây là hoa thọ nè. Này là thọ vàng. À, mình nhìn thì màu vàng nhưng mà bà con trồng hoa thì nói thọ này là thọ đỏ nha. Đó. Rất là đẹp, cái màu rất là tươi luôn. Mình nhìn hoa này làm cho mình nhớ lại bà nội mình lúc còn sống cũng rất là thích trưng cái hoa vạn thọ màu đỏ này nè. Tết nào cũng kêu mình mua hết trơn. Nhìn nhớ ông bà. Với phần bữa nay là cũng 28 Tết rồi. Bữa nay là ngày rước ông bà ăn Tết nè. Quá đẹp luôn. Quá chừng đẹp. Vô xin phép phỏng vấn cô một xíu. Con chào cô với chào chị nha. Thấy tình hình chợ hôm nay thấy ổn không chị? Ổn, hôm nay ổn. Năm nay ổn phải không? Vậy là êm phải không? Êm, thấy bán cũng lai gai gì đó, cũng đi gai như mọi năm vậy. Dạ, như cô với chị là hoa này là mình trồng nhà luôn ha. Trồng nhà luôn. Dạ, cô với chị cũng ở đây luôn. Ở đây luôn. Ồ, vậy là quá êm. À, thấy tình hình hổm rài mấy bữa rài là bà con bắt đầu đi chợ bông đông chưa chị? Đông rồi đó, mua chứ tí như giờ này nó hơi ngơi tí, hơi chịu hơi mất mát tí thì ta ra mua nhiều lắm, mua đây đến tối luôn. Dạ. Vậy đó, rồi nó hội lại tí xíu, sáng hay là 5 tới giờ sáng rồi lại tôi cũng mua nhiều lắm. Như chị thấy tình hình giá cả hoa vạn thọ năm nay đối với năm rồi thì nó có lên xuống gì không chị? Nó cũng trung bình như vậy hoài, nó cũng không lên không xuống, bán cũng như gây như năm rồi, giá cũng bình bình. Nghĩa là giá hoa thì nó cũng bình như năm rồi, chứ nó không lên không xuống gì hết. Lên cũng xuống, mà bán cũng được. Dạ. Thường thường thì chợ hoa Tết của Vàm Cống mình á là chính xác là bữa mấy thì hoa bắt đầu hút chị? Bữa 28 với bữa 29 là hút. Là chỉ có 2 ngày đó thôi. 2 ngày đó thôi. Là mình bữa biết kết quả. Kết quả là rút hết đã hết. Dạ. Bữa nay là nhiêu đây là bắt đầu mùa mơ là muốn hết chứ chưa xuống tới là muốn hết rồi. Dạ. Như bữa nay nè là thọ của mình ở đây là có giá khoảng bao nhiêu một cặp rồi chị? Một cặp thì có giá thì 70.000 một cặp. Dạ. Còn bự nữa thì là 220 một cặp. Dạ. Còn mà giá tỷ mình bán giá tỷ mà cái hàng mình lên mới lên thì mình bán cái giá. Dạ. Còn sao là nó hơi cù thì một cặp 60 có. Dạ. Rồi 50 có. Cũng như là tùy theo cái bông. Tùy theo cái bông. Dạ. Đẹp. Còn mà rẻ nữa thì nó xấu nữa, nó tàn nữa thì cũng có mà giá rẻ nữa. Dạ, cũng như là nói chung là đủ giá hết. Đủ giá hết. Dạ. Rồi em cảm ơn cô với chị rất là nhiều nha. Dạ. Em chúc cô với chị có một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Dạ. Đặc biệt là năm nay là bắt đầu là lên bao nhiêu hoa là hết bao nhiêu hoa nha. Về sớm đón Tết. Dạ, cảm ơn chị với cô nha. Mua bông đi chị, bông mới lên đẹp lắm đó chị em. Bông mới lên đây, ủng hộ đi người đẹp ơi. Mình đi dạo bên kia một vòng xem sao. Rồi, đây là bông hồng. Bữa nay là 28 Tết rồi. Chợ Vàm Cống thì mình thấy còn ứa động bông vạn thọ rất là nhiều luôn. Mà có hút hay không thì
ngày mai ngày 29 thì bà con mới biết. Chị em quê hoa xíu nha anh chị. Dạ. Ở đây có mấy cái cây mai đổ bông rất là đẹp luôn nè. Hổm rày chắc là cô chú anh chị mình xem những cái chợ hoa Tết lớn không à. Ít có khi nào mình thấy một cái chợ hoa xuân mà của một vùng quê như thế này ha. Ngày hôm nay là Hoàng Nam Vlog sẽ cùng với cô chú anh chị mình đi thăm chợ vùng quê nha. Nguyên một xe lôi luôn, nhìn thấy sơm quá sơm luôn á. Nguyên một xe lôi hoa vạn thọ nè. À, chở đi giao cho khách. Đây một cái lô hoa mai. Quá đẹp luôn, mai chỗ nổ trùm. Cho anh quay bông xíu nha. Dạ. Giới thiệu anh. Mai năm nay thì mình lên chợ được nhiều không em? Dạ. Mai này mai nhà nó là trồng nhiêu lên nhiêu. Là mai này là mình trồng của nhà luôn rồi mình đem lên chợ Tết bán. Dạ đúng rồi, trồng từ hạt mà trồng lên luôn á anh. À. Nghĩa là mình trồng từ cái hạt giống mình trồng lên cây luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, rất là công trình đó nha. Dạ, uống rồi chăm sóc tỉ mỉ lắm mới được vậy. Ừ. Theo như em thấy thì giá mai năm nay nó có lên xuống hơn so với năm rồi không? Em thấy chậm hơn, bán chậm hơn, giá rẻ hơn. Chậm hơn mà giá rẻ hơn. Như một cái cây mai này nè, hồi năm trước là em bán giá khoảng bao nhiêu? Dạ, cây này năm trước bán tầm 600, 650, năm nay bán 500. Năm nay bán nhiêu em? 500. Năm trước thì bán 600, 650, năm nay là còn có 500 thôi. Em thấy tình hình mém rài thì bà con đi chợ hoa xuân mình thấy đông chưa? Dạ, em thấy cũng chậm hơn năm rồi nhiều, tại năm nay ít người ta làm ăn. Chậm. Vậy là mém rài là thưa thớt bà con đi chợ. Đúng rồi. Mấy cô bán bông ở đây thấy cũng bán chậm nhiều. Đúng rồi. Mai của em gái này rất là đẹp luôn. Cái này là đa phần là mai gì em? Dạ mai giảo anh. Mai giảo Tân Châu. Những cái chậu ở ngoài trước này là nó đồng giá luôn hay là mỗi cây nó mỗi khác giá? Mấy cây này là đồng giá 500 nước. À mấy cái cây ở ngoài trước là 500, còn những cây nhỏ bên kia em? Dạ mấy cây bên kia thì 300 ngàn. Dạ. Mấy cây nhỏ. Bên kia thì cúc thọ hương, còn bên này là có cúc thọ hương, có giảo. Rất là đẹp luôn nè. Người đi thì đông, người mua thì ít. Và mấy em gài thì cũng vắng nữa cô chú anh chị.
đó, chợ hoa Tết của Dàm Cống nha. Tình hình chung của bà con. Cảm ơn em gái nhiều nha. Bên đây là một lô hạnh Tết đó. Những cái cây hạnh này là cũng dạng dừa dừa, không lớn không nhỏ ha, nhưng mà da mang vắng thông. Trái là quằn quại luôn. Đó, trái rất là nhiều nha. Quá chừng luôn. Hạnh Tết rồi năm nay có giá không anh chị? Hạnh Tết rồi năm nay anh chị thấy có giá không? Cũng được. Cũng được ha. Như một cây ở đây là chỗ anh chị bán một cây bao nhiêu? Cây 250 ha. Thì theo như anh chị là một cái thương lái bán hoa kiển đó, thì mình thấy là năm nay là cái chợ Tết không khí bà con đi đông hơn năm rồi không? Thấy ít hơn năm rồi. Ít hơn ha. Thường thường thì tới bữa mấy là bắt đầu chợ mình mới biết hút hay không anh? 27-28 là bữa nay là mình biết rồi đó ha. Ồ, cái này là bên phía của mình là đếm lại hay là mình trồng nhà luôn anh trai? Đếm lại ha. Mình ở đâu lên chợ bán anh? Ở Dàm Cống này luôn. À, vậy là anh cũng ở Dàm Cống luôn. Ồ, vậy là kênh của anh là Hoàng Nam Vlog 67 YouTube. Vậy là tính ra cái giá hạnh năm nay so với năm rồi thì nó cao hơn không anh? Cao hơn. Cao hơn ha. Vậy là giá hạnh năm nay cao hơn. Rồi, em cảm ơn anh trai nhiều nha. Chúc gian hàng mình buôn bán bán đắt nha. Dạ. Trước đang có khách để mua hạnh kìa. Mua khoảng cái xào. Ngã hạnh này. Hạ giá. Mua hoa ủng hộ tiếp cô đi em. Ồ, chú kia đang lên một xe lôi luôn kìa. 20.000 một chậu, giảm giá, đại hạ giá nha. Chậu còn ở 20.000 à. Đại hạ giá luôn rồi. Ê là hàng. Quá đẹp luôn. Được, ba bữa này không được, không chờ đợi được. Không có chờ đợi được hả chú? Ba bữa này không chờ đợi được, bởi vì đã chuẩn bị ra rồi, đừng động chờ đợi. Dạ. Nghe chú nói chuyện tiếu quá. Hoa. Đây là dạng thọ. Quá đẹp.
này là thọ mai nè. Con chào cô nha. Quá đẹp luôn. Bữa nay là bà con hạ giá rồi đó cô chú anh chị. Bưởi một cây một trái, trái bưởi bá đã luôn. Lộc vừng nữa nè, lộc vừng có hình thú rất là đẹp luôn. Này là mai xoắn. Bên đây là hòn non bộ. Những hòn được làm bằng xi măng rất là đẹp ha. Một lần nữa Hoàng Nam Vlog mời cô chú anh chị và các bạn ngắm lại toàn cảnh chợ hoa Tết của Dầm Cống nha. Một cái chợ Tết được bà con gọi cái tên rất là thân thương, chợ nghèo đó. Năm nào cũng vậy, bà con lên đây bán hoa thì trồng ở nhà rồi đem lên bán, và giá hoa năm nay thì giảm quá nhiều so với năm trước. Năm trước thì còn dịch bệnh nhưng mà bán rất là đắt. Năm nay thì hết dịch bệnh rồi nhưng mà hoa trồng nhiều, người mua thì rất là ít. Đó là những hình ảnh chân thật về những chợ hoa Tết của Giáp Thìn năm 2024 năm nay. Và video này cũng xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại ở video sau của Hoàng Nam Vlog. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn mùa xuân mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc nha. Rồi, chào tạm biệt cả gia đình.